Xin mến chào các anh chị và các bạn nha. Trong video lần trước thì em đã chia sẻ cách làm trà dâu xanh rim đường. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ vào bếp làm món dâu xanh sườn non. Món ăn này có vị chua chua, ngọt ngọt, giòn thơm, rất lạ miệng, kích thích vị giác, đảm bảo trẻ em người lớn đều thích. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng em thực hiện nhé. Nguyên liệu đầu tiên để làm món dâu xanh sườn non hôm nay thì em có sử dụng ở đây là 700g sườn heo non. Các anh chị và bạn có thể mua sườn cây, sườn dây đều được. Sau khi mua về sẽ chặt miếng nhỏ vừa ăn, bóc với muối và rửa lại cho sạch. Tiếp theo sẽ cho sườn vào tô và sẽ ướp với một chút tiêu xay, một chút tỏi băm, một thìa cà phê hạt nêm, một thìa canh nước mắm, một thìa canh nước thắng màu dừa để sườn có màu đẹp. Dùng tay bóp trộn để gia vị được thấm đều, khi ăn sườn sẽ ngon đậm đà. Và sẽ ướp trong 20-30 phút. Tiếp theo đó là quả dâu xanh, dâu đang vào mùa chính vụ, quả tròn mọng nước, có vị chua ngọt vừa phải. Và em có sử dụng thêm là hai củ hành tây 250g để món ăn sẽ thêm hấp dẫn. Và bây giờ sẽ lột vỏ dâu, lấy múi dâu bên trong. Và tách bỏ phần lụa trắng. Để múi dâu ra chén. Một quả dâu sẽ có từ 1 tới 4 múi tùy theo quả to hay là quả nhỏ. Dâu xanh có thể làm được nhiều món ăn ngon, thức uống hấp dẫn như là trà dâu, dâu dầm đá đường, gà dâu, dâu sốt cá chua ngọt, dâu nấu canh chua. Và một trong những món ăn các bé nhà em rất thích đó là món dâu xanh sườn non. Món ăn này có vị chua ngọt, thơm ngon, rất đặc trưng. Để 700g sườn non thì em sẽ dùng ở đây là một chén con múi dâu là đủ. Tiếp theo đó, khi sườn đã ướp được 20 phút sẽ bắc chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn. Cho sườn vào để chiên. Thường xuyên lật chở sườn và chiên tới khi sườn chín vàng xém cạnh. Sườn non đã chiên vàng xém cạnh là được. Không chiên kỹ quá sườn sẽ bị khô mất ngon. Sẽ lấy sườn ra ngoài. Tiếp theo sẽ cho một chút dầu vào chảo. Phi thơm tỏi. Tỏi được phi vàng thơm sẽ lấy ra ngoài một phần. Rồi cho múi dâu vào.
Bây giờ sẽ nêm gia vị cho phần nước sốt. Sẽ nêm vào đây là một thìa cà phê muối, 3 thìa canh đường phèn hoặc là đường cát. Món ăn này em sẽ không nêm bột ngọt và nhiều gia vị để giữ được vị chua ngọt thanh của dâu. Đảo đều đồng thời dầm để dâu ra được vị chua và nấu để nước sốt dâu sẽ keo lại. Nước sốt dâu đã keo lại sẽ nấu lửa nhỏ và nêm lại gia vị chua ngọt mặn cho vừa ăn. Sau đó cho sườn non vào. Trộn đều để nước sốt dâu thấm vào sườn. Cuối cùng cho hành tây thái múi cau và xào trong thời gian là 1 phút để hành tây chín tới. Sườn non hành tây đã chín thấm vị nước sốt rau, sẽ tắt bếp và trình bày món ăn ra đĩa. Sau khi cho ra đĩa, sẽ trang trí thêm một ít múi dâu xung quanh, rắc tỏi phi còn lại lên trên. Pha thêm một ly trà dâu để uống sẽ rất thanh mát và tuyệt vời. Cách làm trà dâu, dâu xanh diêm đường thì em đã chia sẻ trong video lần trước. Nếu các anh chị và bạn chưa làm thì hãy tham khảo và thực hiện nhé. Món dâu xanh sườn non có vị chua chua, ngọt ngọt, sườn non mềm, giòn, đậm đà, hòa quyện với nhau rất lạ miệng, kích thích vị giác. Đang vào mùa dâu chín thì các anh chị và các bạn hãy tham khảo và làm cho gia đình ăn thử nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.